Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của hải nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về cái đó là những cái liên quan tới Renit Blockchain nha các bạn thì đầu tiên á những bài nào mà lúc trước chúng ta khai thác cái đồng Renet trên cái sàn Remitano á thì mỗi một tuần á nó sẽ trả thưởng cho chúng ta vào thứ bảy vào cái ví Remitano nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì nó đã ngân trả vào ví Remitano nha và bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 thì nó sẽ tiến hành trả về cái ví đó là Carat Demon Wallet nha các bạn thì cái ví Karat Bitcoin Wallet á thì mình đã có một à, cái video hướng dẫn các bạn à, tạo tài khoản ví cũng như là liên kết tài khoản ví với cái sàn à, Remitano nha các bạn cho nên à, bạn nào mà chưa xem á thì xem lại video đó của mình nha thì sau ngày 2 tháng 12 á, mà bạn nào chưa liên kết á, với sàn Remetano với ví Karat Demon Wallet á, thì số Renet các bạn không nhận được nha nhưng mình là hiện tại mình đã liên kết thì nó trả cái đồng Renet coin này các bạn nè nó đã trả về cái ví đó là Karat Demon Wallet rồi nha các bạn cho nên các bạn lưu ý nha bạn nào mà chưa liên kết thì các bạn hãy tạo ngay cái ví Karat Demon Wallet và liên kết với cái đó là sàn Remetano nha các bạn rồi kế tiếp đó là một cái ứng dụng của uh, Renet Blockchain nha các bạn. Thì uh, ứng dụng này á, là ứng dụng uh, RBAC nha. Đây là một ứng dụng đầu tư đó là bất động sản uh, trên nền tảng Blockchain nha các bạn. Thì uh, hiện tại nó đang cho chúng ta nhận Airdrop cái đồng đó là uh, cái đồng mà uh, Uh, brob miễn phí nha các bạn thì các bạn uh, hiện tại các bạn có thể vào để mà uh, nhập cái email của các bạn đó để mà nhận nha và mình cũng đã có một cái video hướng dẫn các bạn nhận cái đồng này rồi nha các bạn cho nên các bạn uh, không nên bỏ qua cái đồng này nha các bạn đây là một cái kiểu uh, ăn chắc một phần trăm luôn đó các bạn đó là cái đồng uh, brob nha thì mình cũng sẽ để cái video hướng dẫn bên dưới phòng bình luận nha các bạn có thể click vào để mà xem lại video đó nha các bạn thì tóm gọn lại nội dung trong video này á các bạn còn có hai nhiệm vụ phải làm. Đầu tiên đó là các bạn nào mà chưa liên kết Renet cái đồng Renet và, và bên cái sàn Remetano với cái ví Carat Demon Wallet thì các bạn phải liên kết. Rồi tiếp theo đó là các bạn nhận cái token miễn phí của dự án ROBIC của đó là Renet blockchain nha các bạn. Rồi tất cả mỗi cái video hướng dẫn á cũng như là các đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các bạn. Bạn nào mà chưa làm hoặc là chưa xem á thì các bạn có thể xem lại để mà làm nha video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả, quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.